Tụ cầu quan thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 31 tháng 10. Bên em xin gửi đến mọi người video số 251 là một số cây cần rút súp. Chất liệu là carbon, gồm có súp lở và súp lóng dài nha mọi người. Và shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng thì vui lòng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Lô này thì nó có chiều dài là từ 2m1 cho tới là 4m55. Và hàng của bên em là được bao phí vận chuyển, mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Và mọi người mua hàng vui lòng nhắn giùm em mã hàng nha. Em sẽ đi vào giới thiệu từng mã cho mọi người theo dõi nha. Đầu tiên đây mọi người, R170 là một cây cần Olympic. Cái này lóng lở thôi mọi người, thu gọn của nó là 75cm, dài là 2m1, độ cứng là 20 và của Hàn Quốc sản xuất. Bát Fuji FS6, tem vàng xuất Nhật, khoen là khoen Fuji và đầu đọt của nó là 2 ly nhẹ 100g, độ cứng là 20. Sắn carbon vân nha mọi người. Carbon vân ha. Tới quá thì không thấy rõ cái vân mà. R170 có giá là 400. Tất cả lô này là đều là chất liệu là carbon. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa. R171 là một cây Daiwa của Trung Quốc sản xuất, hàng có cốt nô dài 2m7, độ cứng là 15. Short swing. Tay cầm đây mọi người. Tem vàng xuất Nhật ha. Bát là bát Fuji FS6. Khoen là khoen Fuji. Đọt của cần này là 1.9. Nhẹ là 200g, thu gọn là 77cm. R171 có giá là 550. R171. Tiếp theo là R172, một cây Seaworld của Hàn Quốc sản xuất, dài 3m3. Cây này bát Fuji FS7, hàng của New Forest, khoen Fuji. Đọt của cần này là 2.3 mọi người, độ cứng khoảng 20, nhẹ là 220g, khoen Fuji, bát Fuji. Tầng dạng súp lở, dài 3m3 thôi, nhẹ 220g, R172, 550.000. R173, một cây Thierry Caster, dài 3m3, của hãng Suzumi, Power Pro. Bát là bát Fuji FS7, khoen là khoen Fuji. Đọt của cần này là 2 ly và nhẹ là 200g. Màu vàng kem. Nhẹ 200g, R173, 550.000. Ở đây nó có trầy nha mọi người. Tiếp theo là R174, một cây Seaways Queen Georgia, dài 2m7, độ cứng là 15. Bát Fuji FS6, carbon vân, khoen là khoen Fuji. Đọt là 2.4 ly, độ cứng tầm 15, nhẹ là 160g. Khoen Fuji, bát Fuji. R174, 480.000. Dài 2m7, R174. Tiếp theo là R175, một cây cần của hãng Daiwa, Haya, Daiwa Super Power, độ cứng là 20, CX dài là 3m, của Hàn Quốc sản xuất, bát Fuji FS7, khoen này là khoen Fuji, đọt là 2.4 ly và nhẹ là 260g, đọt màu trắng. Và lóng thứ hai trở xuống là bắt đầu là xoắn gân rồi mọi người. Độ cứng CX
nhẹ 260 g, R 175, 750 ngàn là được bao ship. Tiếp theo R 176, một cây AFT Bát Fuji FF7 dài 3m1, cây này 3m3 mà đo thực tế lại là còn 3m1. New Can Sky bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji và đọt bây giờ rất là lớn, đọt 2 ly chín, độ cứng khoảng 27-30, tại vì nó bị hạ đọt mọi người, đọt là đọt trắng và carbon là carbon vân. Nhẹ là 210 g, 230 g, cái này nặng là 230 g. R176 là 450 ngàn. Tiếp theo là R177, một cây rất là đẹp, Special Version, dài 3m6 và độ cứng là 20, còn rất là mới luôn, bát Fuji FS7, High Quality Carbon ha, Carbon, và Carbon vòng, sóng vòng, khoen Fuji, đọt 2 ly 2, độ cứng tầm 20, độ cứng trên tầng đĩa 20 và nhẹ là 250 g, dạng súp lở nha mọi người. Vâng, cần này còn đẹp lắm mọi người. R177 giá là 600. R178, một cây cần dài 3m6, cây này là của hãng Suyumi Trung Quốc sản xuất, Suyumi Sup Dream Sup, dài 3m6, đọt 2,5 ly, độ cứng tầm 20. Và đối với độ cứng đối với cần sup với mọi người thì nói chung là tùy vào nhà sản xuất thì cái độ cứng nó cũng khác nhau nha. Ví dụ của Daiwa cứng 20 thì so với Suyumi thì nó khác. Nên là nếu mà mọi người cần cái thông tin về cái độ nảy cũng như là cái độ cứng chi tiết hơn thì nhắn Zalo cho em sẽ quay chi tiết cho mọi người coi nha. Đọt 2,5 ly và nhẹ là 200 g. Đầu đọt của nó thì nó hơi bị tróc sơn nha mọi người. Đây, sấn vòng như thế này. Và cây này thì nó nhẹ là 250 g. 200 g thôi mọi người, nhỏ và nhẹ nha. R178 là 550 ngàn, Suyumi. R179, một cây cần 3m6, 3m6 Suho Sup Bát Fuji FS7, tem vàng xuất Nhật, khoen là khoen Fuji và khoen cái là khoen gạch, đọt 2,5 ly, độ cứng cây này khoảng 20-25 và nhẹ là 320 g. Carbon vâng. Và nó R179 này có giá là 750 ngàn. R180, R180 nha mọi người, là một cây cần 3m6 của hãng Osaka, Osaka Bát Fuji, khoen là khoen Fuji, khoen cái gặp Sirius, dài 3m6, đọt cây này là 2,5 ly, độ cứng tầm 20-25 và nặng 340 g. Cái này cũng còn đẹp. R180 dài 3m6 là 700. R181 là một cây cần dài 3m9 của hãng Infatechco. Còn cũng còn đẹp nha mọi người, 3m9 nè, bát Fuji Sub Ultra Z Emphatico màu đỏ, đọt cây này là 2,5 ly, độ cứng tầm 20-25 và nặng là 320 g. R181, cây này có giá là 850 ngàn. Phôi còn đẹp nha mọi người, đây phôi còn đẹp lắm, nước sơn còn bóng, trầy xước ít. R181 này là 850 ngàn. R182 là một cây cần súp 3m9 Big K, có bị trầy xước sơn, bát là bát Fuji, khoen là dàn khoen Fuji, đọt là 2,3 ly mọi người, độ cứng tầm 20. Màu của trái mận chín, trái cherry.
và nặng là 360 gram. R182, cây này thì nó hơi cũ và nó trầy xước, nên là trầy xước ở cái phần tay cầm. Em để cho mọi người 600 nha, R182 600. Tiếp theo là R183, một cây cần 4m2 của hãng Hibiki, tem vàng xuất Nhật nha mọi người. Và cây này nó dài 4m2, độ 2.4 ly, độ cứng tầm 20, 2.4 ly, độ cứng tầm 20, khoen Fuji, bát Fuji, khoen cái gập. Nặng là 420 gram. R183 giá là 900. R184 là một cây cần 3m6. Cây này ngoại hình thì có bị trầy xước và nó mất cái phần cái hiệu thì nó cũng bị lờ đi rồi. Dài thân trang cần nó để 3m6, độ cứng cây này là 25 và bát là bát Fuji, trầy xước. Phôi màu xanh, có trầy xước nha mọi người. Khoen cây này thì là Fuji và đọt là 2.6 ly, độ cứng là 25. Đọt màu trắng. Và cây này nó nặng là 340 gram. R184 này để cho mọi người giá 500 nha, được bao ship nha mọi người. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Tiếp theo là R185, là một cây dài 4m5. Cây này thì nó là của cái hãng này mọi người. Hãng này là hãng tên đọc không ra luôn, biết cái chữ này nó ghi chữ cuối cùng là chữ T, còn cái phần đầu thì không biết luôn mọi người, không đọc ra. Dài 4m5, đọt cây này 3 ly mọi người. Cây này độ cứng cao, độ cứng tầm 30, 27, 30. Và nặng là 580 gram nha. Những cái dòng cần súp này thì nó phôi nó dày và nó nặng. Khoen là khoen Fuji và khoen cái là gập. R185 giá là 800, dài 4m5, độ cứng tầm 27, 30. Tiếp theo là R186, là một cây Spensoros Excellent Carbon. Cây này của hãng Silver Spin, dài 4m55, có hơi trầy xước ở phần tay cầm, phần lóng ngoài. Dài 4m55 và đọt là 2.6 ly, độ cứng tầm 20, 25. Và nặng là 590 gram. Khoen là khoen Fuji và khoen cái thì mình có thể gặp được. Đầu đọt của nó là màu trắng, sơn trắng, có bị trầy, có hơi xước dâm nha mọi người, còn không có bị xước sâu ha, chỉ hơi xước dâm thôi. R186 này nặng là 590 gram, giá là 860.000. Tiếp theo là một cây cần R187, là một cây Centerline của Hàn Quốc sản xuất, dài 4m5. Cây này của Westno, bát Fuji FS7, tem vàng xuất Nhật, khoen là khoen Fuji và nó hơi bị dính keo ha mọi người ha. Mua thì em vệ sinh lại cho nó sạch xíu ha. Và đọt cây này là 2.4 ly, độ cứng tầm 20 và nhẹ là 520 gram. Carbon văng. R187 giá là 900. Tiếp theo là R188 nhé. R187 rồi, giờ tới R188, là một cây cần Daiwa. Daiwa súp chữ đỏ, rim súp chữ đỏ. Độ dài 4m25, cứng 27. Có cốt nô, hàng tem vàng xuất Nhật. Dài là 4m25, bát là bát Fuji đời mới, khoen thì hàng 2HVF nha mọi người. Đọt là 2.4 ly, nhẹ là 420 gram. R188, cây này có hai khoen định vị và khoen là khoen Fuji, định vị ở cái khoen đầu tiên là mọi người, từ cái đọt đi xuống, và khoen thứ hai nha, hai khoen định vị. Cây này thì còn rất là đẹp nha mọi người, ngoại hình trầy xước rất là ít luôn, nói chung là cây này còn rất là đẹp. Và nó nhẹ là 420 gram. R188 2 triệu nha mọi người, hàng được bao ship. R189 nha mọi người, một cây 4m5, Super Select, hàng của Westno,
bát Fuji FS7 khoen Fuji. Đầu đọt là đọt ở đây nó có bị trầy một lớp sơn. Lớp sơn trắng, đọt 2 ly 3, độ cứng tầm 20, nhẹ là 480 g. Rồi 189. Đọt có bị trầy. Đầu đọt sơn trắng. Carbon vân nha mọi người. Đây. Và nó nhẹ là 420 g, R189 là 900. R190 là một cây 4,5 m. Cây này là của Trung Quốc sản xuất đó mọi người, Casting Mace. Và bát là bát của hãng nè, hãng là khoen hãng luôn. Gồm có khoen này thì nó không có gập. Đọt 2 ly 8, độ cũng tầm 25, nặng 420 g. Nói chung cây này còn đẹp mọi người, phôi thì cũng còn mới nè. Khoen là khoen hãng, bát là bát hãng luôn. Và nặng là 420 g, R190 có giá là 650.000 nha mọi người. Tiếp theo là R190 91. 91 thôi mọi người, 91 với 92 là một cặp luôn, giống nhau luôn á mọi người. Dài 4,5 m của hãng Millennium. Dài 4,5 m, đọt 2 ly 9, độ cứng khoảng 25, 27, độ chín khoảng 27. Cái này là cũng Trung Quốc sản xuất ha mọi người. Đọt cây này là 2 ly 9 và nhẹ 420 g. Ngoại hình đây mọi người, màu xanh. Cũng còn đẹp lắm mọi người. R191 giá là 650.000. R192 cũng là một cây cần dài 4,5 m luôn. Millennium dài 4,5 m, đọt 2 ly 7, độ cứng thì tầm khoảng 25, 27. Và bát ở đây là bát vặn của bát bát đây bát hãng nha mọi người. Bát kẹp của hãng. Đọt cây này là 2 ly 7 và nhẹ là 470 g. Khoen là khoen hãng luôn. Màu xanh. Và cây này thì cũng có giá là 650.000, R192. Và mọi người mua hàng thì gọi điện giúp em ha, hoặc là nhắn Zalo. Chào, em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nha.